Chọn bật lửa màu vàng hay bạc? Đây là câu hỏi tưởng chừng dễ mà lại khiến nhiều bạn phân vân khi chọn mua bật lửa. Như các bạn cũng biết, bật lửa nói chung hoặc bật lửa Zippo nói riêng là vật bất ly thân đối với nhiều người, đặc biệt là những quý ông hút thuốc. Video này, Ambe sẽ giúp bạn dễ dàng hơn khi chọn mua bật lửa nhé. Nên mua bật lửa màu vàng hay bạc? Bật lửa màu vàng hay bạc là hai màu sắc khiến nhiều người phân vân nhất, vì khi bỏ qua những yếu tố phong thủy, hai màu sắc này đều khiến người dùng băn khoăn bởi độ quyến rũ riêng của nó. Bật lửa màu vàng. Nói đến màu vàng, nhiều người sẽ nghĩ đến ngay màu sắc của sự vui tươi, ấm áp, giàu sang, sung túc và thịnh vượng. Màu vàng cũng là màu sắc làm cho thế giới đắm say, không chỉ bởi vì giá trị thực tế mà còn là một vẻ đẹp lộng lẫy xa hoa bên ngoài. Bởi vậy, bật lửa màu vàng luôn là sự lựa chọn hàng đầu của hầu hết khách hàng khi muốn tìm kiếm cho mình một chiếc bật lửa sang trọng. Bật lửa đồng màu vàng tạo nên sự ấn tượng khi sử dụng trên tay, dễ thu hút. Đặc biệt với quý ông phong trần gia ngâm, người đối diện sẽ cảm nhận được trước mặt họ là một quý ông lịch lãm. Bật lửa màu bạc. Bật lửa màu bạc, hay còn gọi là màu kim loại, là màu mang lại sự ổn định về tài chính và thể hiện sự quý phái của chủ nhân. Quý ông sử dụng bật lửa màu bạc thể hiện sự mạnh mẽ, nam tính. Với sắc bạc, người dùng không sợ bị phai màu sau thời gian sử dụng, đặc biệt là những chiếc bật lửa Zippo bạc nguyên khối. Đặc biệt hơn, mức giá bật lửa màu bạc thường phải chăng hơn so với bật lửa màu vàng đồng. Chỉ với 500.000, bạn đã có thể dễ dàng sở hữu mẫu bật lửa Zippo chính hãng, chất lượng thì bảo hành toàn cầu, hoàn toàn yên tâm sử dụng vài chục năm. Lưu ý, màu sắc phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố nguyên liệu cấu tạo nên chiếc bật lửa. Với màu vàng thường được cấu tạo từ đồng, vàng hoặc mạ vàng, màu bạc thường được cấu tạo từ hợp kim, chrome và còn nhiều yếu tố khác như chất lượng gia công, hàng chính hãng hay hàng nhái. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Ambe, nhớ nhấn nút đăng ký bên dưới và xem thêm các video mới để ủng hộ shop nhé.